Rồi xin chào anh em đã quay trở lại với channel của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Thì tiếp tục thành công của cái lô xe vừa rồi, là hôm qua chiều hôm qua bên em mới cho lên xe gửi hết thì anh em. Cái lô xe máy cưa đó là hình như là 20 máy hay gì đó, là giao sạch sẽ nha anh em. Là đã giao sạch sẽ máy cưa của cái lô xe. Thì tiếp tục thành công của lô xe, hôm nay lên clip tiếp tục cho anh em là cái clip trái lên của cái lô D nha nè. Lô D thì bữa nay sẽ từ là D1 cho tới D16 là máy cưa. Bữa nay có lụm thêm được cho anh em là hai cái con là cắt bê tông nha. Cắt bê tông với lại cắt sắt Shinowa 350. Đó, ngon ở chỗ là cắt bê tông mà còn sử dụng cái động cơ Shinowa. Do đó là cái máy mà anh em nào mà đi làm công trình á là mua cái máy này là cực kỳ lợi luôn. Cái thứ nhất là cực kỳ trâu, chạy chừng vài chục năm là bình thường. Cái thứ hai nữa là cực kỳ tiết kiệm xăng, cái dòng Shinowa thì tiết kiệm xăng là số 1 thế giới rồi. Do đó là anh em là chạy á anh em xài là rất là tuyệt vời. Nó cắt rồi mình cắt thoải mái, cắt hết cái công trường luôn thì nó cũng không có mà hao xăng gì hết, tại vì cái dòng Shinowa là cái dòng siêu tiết kiệm xăng rồi anh em ha. Đó thì trong cái clip trả lời này bên em sẽ điểm qua sơ qua những cái dòng máy mà ngày mai 11 tháng 5 lúc 8:30 bên em sẽ lên cái clip chính thức. Thì cái clip chính thức thì bên em sẽ review cụ thể hơn, thông số kỹ thuật, căng đông đo đếm và test nổ máy lên. Tuy nhiên á, anh em mua trên cái clip trái lơ này nó sẽ được nhiều cái lợi hơn là cái hại. Tại vì anh mua trên cái clip trái lơ, anh em sẽ nghía được, anh em sẽ lụm được những cái con máy ngon. Tại vì nếu mà anh em có theo dõi kênh bên em rồi đó thì những cái dòng máy này nó khá là quen thuộc. Anh em đã coi mấy cái clip trước rồi thì anh em nghía vô đây là anh em sẽ bộc liền. Tại vì mấy cái dòng máy nó quen thuộc thôi, nó có nhiều dòng máy nó đảo tới đảo lui thôi. Nên là ăn thua là mình thấy cái máy nào nó ngon, nó còn đẹp, nó còn mới, nó còn ken, còn cọp là mình lụm thôi nha. Rồi thì bữa nay nó sẽ gồm có 5 cái con tay cục. Đó, 5 cái con máy tay cục, có cái con máy là siêu nhỏ gọn nhất trên thế giới luôn ha. Mấy cái con máy khác là nằm trong top những cái con máy mà nhỏ gọn, còn bữa nay là cái con này là vô địch thiên hạ luôn, số 1 luôn, nhẹ nhất trên thế giới luôn là cái con D5. Con D6 này đó là cái dòng Hitachi, đời cực kỳ mới, sản xuất thời tháng 1 năm 2018 ha, đời rất là mới nha nè. Rồi Hitachi, cái dòng này dòng phổ thông, đó, dòng giá mềm hơn 2,2 triệu. Rồi những cái dòng máy hệ như là G35 nè, rồi nồng đứng Shinowa 360 nè, 360 nồng đứng anh em ha. Rồi một con Echo học sinh nồng đứng luôn đó, rồi Makita, rồi máy hệ Echo 401 ha. Rồi hàng ở phía trên thì là có những cái con Shinowa 350 đó, anh em nào mà phái cái dòng 350 bữa nay có 3 con, rồi cắt bê tông thì có luôn 2 con, một con bơm nước ha. Thì có rất là nhiều kênh bán, nhưng mà khi mà anh em đến với cái kênh của bên em thì em sẽ bao cho anh em những cái máy này, là cam kết cho anh em là một đời chồng ha. Cái máy mà mình mua, cái máy đã qua sử dụng, cái quan trọng là cái máy nó phải xài ít, cái máy nó phải còn đẹp, cái đó là hai cái điều quan trọng nhất. Chứ còn mà đi theo chạy theo giá là anh em chạy mua máy bãi, mua máy còn đã qua sử dụng mà anh em chạy theo giá, anh em ham rẻ ha, là chết, tiền nào của nấy thôi anh em ha. Mua máy bãi mình phải mua những cái máy nó cứng, nó ok chút xíu. Còn nếu mà không có tiền mình gán đợi dành dụm, chừng nào đủ cái số tiền này anh em mua chứ đừng có ham rẻ. Ví dụ như 350 em bán 4,5 triệu, anh em thấy mấy chỗ khác rẻ bán có 2-3 triệu là anh em hiểu rồi đó ha. Anh em mua về là chỉ có chết thôi chứ không có đường nào sống hết trơn. Đấy, 350 mà có thằng nó bán mà 2-3 triệu là thôi em thua. Đó, em nhập vô mà còn chưa có giá đó nữa mà anh em hỉ thì nó bán giá đó. Mà một là nó hên, nó không lừa anh em ha, nó lừa tiền cọc đồ chờ của anh em mất tiêu luôn. Cái hai nữa đó là nó gửi cho anh em máy bệnh về xài không có được chỉ chân đó. Hoặc là ở bên trong là cái vỏ là Shinowa 30, ở bên trong cái ruột là tạo thừa đồ không thì nó sẽ không im ha. Thì anh em mua máy bãi thì phải lựa cái kênh nó uy tín ha. Cái kênh bên em hiện là gần, em đang phấn đấu là gần đạt nút bạc rồi đó anh em, là 100.000 được đăng ký đó. Rồi thì đây là số điện thoại hotline bên em 0967100003, đây đồng thời là số Zalo luôn. Anh em có hẹn hò nhậu gì đó thì cứ nhắn qua Zalo bên em sẽ trả lời ha. Rồi đây đó, đây là cái bản tiêu chí bên em. Thứ nhất là máy phải bao ngon, giá là phải bao rẻ, bao luôn phí ship và hướng dẫn sử dụng chi tiết tận tình từng máy cho anh em. Em bán là từ 2008 tới nay rồi 14 năm, do đó là phụ tùng đồ này kia rất là nhiều sẵn có ha. Rồi điểm qua sơ cho anh em trong cái lô này thì ba cái con máy này là cái dòng tay cục của Ryobi nha. Ba cái dòng này em rất là khoái bán, tại vì nó chạy thì nó rất là bền, rất là ok. Mà cái ngon nữa là cái dòng tay cục này thì nó có khả năng là đi khai thác được luôn nha anh em. Tức là anh em ngồi kẹt kẹt á, anh em đi em đem nó đi hạ cây đứng là được luôn. Ở trên clip là bên em đã có một cái clip là bên em lấy cái cây cưa này đó đi hạ nguyên cái bụi tre luôn. Đó là chỉ sẵn xài cái con tay cục này thôi. Do đó là mấy cái dòng tay cục đó là em khuyên anh em lấy cái dòng Ryobi này. Thứ nhất là máy nó đẹp, thứ hai nó chạy nó bốc, anh em cắt tỉa nhánh leo trèo lên cao, mà thậm chí là mình có thể đi khai thác hạ khi đứng được luôn. Đó, nó hay là ở chỗ đó ha. D1 này là 2 triệu nha anh. Con D2 này là 2,1 triệu, nó mắc hơn 100.000 do là nó đi cái bộ xích mới ha. Còn con D3 nó là 2,2 triệu, do là cái con D3 nó là đẹp nhất trong ba con này,
Dạ, anh em có thể thấy cái màu sơn nó đẹp hơn không? Đó, cái máy mà máy bãi ra qua sử dụng, cái máy nào mà nó còn xài ít, cái máy nào mà xài ít mà nó còn đẹp hơn, nó keng hơn là cái giá tiền nó sẽ cao hơn, cho nó cái giá nó không cố định đâu anh em ha. Đó, mặc dù là ba con y xì nhau nhưng mà giá nó khác nhau. Đấy, anh em nhìn cái mặt lam bên đây nè, cái con này thì nó cộp hơn, nó còn cây lam còn chữ ruby sắc nét luôn, nên là cái giá nó tiền nữa là 2,2 triệu là cao nhất, còn 2,1 triệu á thì đây là ship mới, còn cái con bên đây là lam sắc zin luôn, nên là cái giá nó mềm nhất là 2 triệu ha. Đó, đó là ba con ha. Rồi con D4 này là dòng nằm trong top những cái con máy mà nhẹ nhất trên thế giới hiện nay nha nè. Là cái con D4 này là 2,5 triệu nha, chụp giật trợ lực, có le tự động đồ này kia các kiểu luôn. Đó, con này thì là 26cc, rất là nhẹ nha nè. Đó, tặng nặng tầm cỡ 2,4 kg thôi. Còn cái con D5 này đó, nó còn nhẹ nhất luôn. Cái con D4 này là em nói là nằm trong top đúng không? Top được là có một con, hai con, tức là nó đứng thứ nhì, thứ ba. Còn cái con D5 này là đứng thứ nhất luôn, nó siêu nhẹ, con này nó bà mẹ nó như đồ chơi vậy anh em, nó nhẹ hiệu à trời. Con này là một cái con hàng hiếm nha anh em, kiếm cái máy cưa mà siêu nhẹ, nó nhẹ còn hơn là những cái máy cưa pin nữa anh em, nó nhẹ, cảm giác cầm nó còn nhẹ hơn là những cái máy khoan pin, máy khoan cầm tay, nói chung là cầm như đồ chơi vậy đó, nó rất là xịn nha. Rồi cái hai đó là xích mới làm Latin luôn nè, nó làm Latin đầu nhọn xích mới luôn, con này là giá 2,6 triệu, nó bắt giờ do là nó siêu nhỏ gọn nha nè, cái cục máy nó có chút xíu nè mà cưa lên là chạy rất là bốc nha, chứ không phải dạng vừa đâu, có phanh luôn á. Con này thì là 2,6 triệu ha, cực kỳ nhẹ, con này em nghĩ chắc nặng cỡ 2 kg, không chừng ký mấy à. Để trên clip chính thức ngày mai bên em sẽ cân cho anh em coi ha. Đó, thì đây là hai cái con nằm trong top là máy là nhẹ nhất, nên là cái giá tiền nó cao là do là nó nhẹ siêu nhẹ nha năm. Đó, con này thì là 23cc ha, rất là đã luôn. Đó, đây rồi, nó có thêm mấy cái vi mặt ở đây nữa để nó tản nhiệt cái lam, do đó là cái lam này phải nói là cái lam bất tử luôn, chạy biết bao giờ mà nó hư cái lam này, máy cực kỳ kẹp, mấy cái vân đồ này kia còn rất là ok. Rồi còn cái con tay cục này đó là Hitachi, máy này thì quá đẹp rồi, sản xuất hồi tháng 1 năm 2018 còn luôn nè, đây sản xuất hồi tháng 1 năm 2018 cực kỳ mới, mà khỏi cần phải để thấy anh em nhìn nổi nước sơn nó thôi là anh em thấy nó đẹp rồi, cái lam nè, cái lam gì mới, con này là chắc là hàng trưng bày nó bỏ ra quá đẹp rồi, có phanh luôn ha. Con này thì 2,750 triệu do cái máy quá mới nha nè, cái đời cao mà còn cực kỳ mới nè, đời cao là đã mất tiền rồi mà đời cao mà còn như mới, chỉ còn thiếu cái hùng thôi đó, thì cái con D6 này là nó là 2,750 triệu. Đó, còn anh em thích lấy tay dài cũng không, dòng Hitachi mà dòng thường đó là nó chỉ có 2,2 triệu đó thôi anh em thấy không, đó hai con là nó công suất của nó là giống nhau, nhưng mà cái độ chênh lệch của nó là do độ đẹp ha. Em đẹp là em có quyền ha, đó, đẹp thì phải giá cao rồi, chứ còn hàng bình dân là phải giá khác. Hai con này thì công suất nó đều là khoảng 34cc ha. Rồi anh em thích dòng máy hệ, dòng máy hệ thì có cái con Komatsu G35, con này là máy full nhôm luôn nha nè, kể cả cái chụp giật là cũng nhôm luôn, con này là chuyên đi cưa củi hoặc là anh em chạy đường trường á là nó cực kỳ bền, cực kỳ mát mát. Em có bán cho mấy ông gần sớm muốn xài cái dòng G35 này, tới giờ là chắc cũng cỡ 10 năm rồi đó, vẫn xài như ngày nào nha năm. Lam Latin ha, đó cái máy nào mà có cái lam Latin hồng sức mới thì em sẽ dán ở phía trước đó cho anh em. Rồi bữa nay ông nào mà ghiền Sinawa nồng đứng thì có ba con nha, Sinawa này là 352 hay còn gọi nôm na là Sinawa 360 đó. Ha, con này thì 3 triệu, con đó 3,2 triệu, anh em biết lý do sao không, con bên đó nó đẹp hơn đó, anh em thấy không, cái màu sơn bên đây là đã đẹp rồi, bên đó nó xuất sắc hơn, bây giờ kiểu giống như bên đây là hot girl, bên đó là hoa hậu ha, đấy thì nó sẽ xuất sắc hơn, nhưng mà cái con bên đây thì cái lam nó còn chữ Sinawa nghe nè ha, do đó là mỗi con là kẻ tám lại người nửa cân chứ không phải chơi đâu. Thì hai cái con này công suất khá là cao, 37cc, cực kỳ gọn nghe nè, nó rất là gọn nhưng mà công suất nó rất là khỏe. Đáng gọi là nhỏ mà có vỏ là hai cái con này, do đó là anh em rất là ghiền cái dòng này, cái dòng này em bán rất là chạy ha, nó xài cái chế hòa khí là siêu tiết kiệm xăng luôn, máy cưa nhưng mà ăn xăng như máy cắt cỏ. Rồi D11 thì cái con này là Echo Ngọc Trinh, con này lại là một cái con hàng hiếm mà anh em phải săn, phải tìm, phải tranh thủ với nhau mua chốt, tại vì nó quá đẹp quá ngon nha nè. Con này thì nồng đứng nó cũng khoảng là 37cc nồng đứng, chụp giật trợ lực, mà máy này gọi là Echo Ngọc Trinh đó, thì anh em thấy là trắng bóc ha, trắng như bông bưởi vậy đó, nên rất là nhiều anh em khoái. 3,6 triệu nghe nè. Rồi Makita, con này là dòng máy hệ nha, con này là đối thủ con Sinawa 350. Nếu nào anh em nào mà thích 350 nhưng mà không có tiền để lấy cái tầm tiền của 350 thì anh em lấy cái dòng Makita này là 360 này đó, thì nó chạy cũng y chang như 350, kể cả cái chụp giật nó còn ngon hơn 350 nữa. Đó, con này thì nó có vú bơm với lại cái mắt hằng ở đây để cảnh báo cái lượng nhớt cái lam luôn, nên là anh em chạy là cực kỳ êm nghe nè. Nếu mà anh em nào đi khai thác hoặc là xài mà cưa củi đâu nhiều đó thì xài dòng này là hết bài luôn, nó rất là tiết kiệm xăng, dòng Makita sản xuất tại Nhật ha. Rồi còn muốn mà công suất lớn hơn đó, con này thì nó tầm cỡ 37cc,
Còn cái con đó thì nó phần bản 42cc nha anh em, đó là dòng Echo. À, còn bên đây thì dòng Echo, dòng công suất lớn. Hai con này thì là bằng giá nhau 3 triệu, anh em muốn lấy con nào thì lấy ha. Còn bên đó thì cái lam nó còn chỉ mặt kia ta. Hai con đều xài cái mặt ốp nhôm hết, à, lốc nhôm hết, nên là chạy là cực kỳ bền ha. Đây là cái dòng máy hệ nha anh em. Dòng máy hệ là dòng máy gì? Dòng máy hệ là dòng máy mà anh em có thể chạy từ sáng tới chiều, nó chạy rất là cho bò nha anh em. Rồi một trong những dòng đó là cái ba cái con Sinawa 350. Hai con bên đây là 350, con bên đó là 355. Hai con này là xài lam Latin, bên đó là vừa lam Latin vừa xích mới luôn. Đồng giá nhau 4,5 triệu, anh em muốn lấy con nào thì lấy ha. Đó, con này là Sinawa 350 nè. Đó, hổm gà anh em kêu kiếm 350 để xài. Thì 350 em chỉ có ăn câu lô rầm thôi, tức là một khi mà anh em đã xài 350 rồi, anh em sẽ không muốn xài bất kỳ dòng máy nào khác, tại vì cái thằng 350 là chạy không có nhược điểm, không tìm ra được nhược điểm. Mà những cái dòng máy khác có thể là nó có nhược điểm này, nó được cái này, nó mất cái kia, nhưng mà cái thằng 350 là hầu như không tìm ra được nhược điểm. Chạy cực kỳ trâu, độ bền là tính ra hàng chục năm. Đó, siêu tiết kiệm xăng ha. Và luôn luôn giữ giá, ví dụ anh em xài chán anh em bán lại cho cái ông khác, nó giữ giá rất là ok. Nhưng mà đừng bán lại cho em nha, em thì không có mua lại những cái máy đã qua sử dụng tại Việt Nam của anh em. À, tức là anh em bán lại cho người ông hàng xóm hay là những cái tiệm nào nó hậu lại đó, thì nó giữ giá rất là ok. Do đó là cái con Sinawa này giống như bên xe máy gì đó, nó giữ giá rất là ok. Mà chạy cái quan trọng ở đây là chạy á, anh em có thể chạy từ sáng tới chiều, chạy nguyên cái sớm, anh em lấy một cái máy cưa anh em cho nguyên sớm xài, miễn pha nhớt đúng tỷ lệ cho em, chạy vô tư 24/7 luôn, cực kỳ bền nha anh em ha. Con này 4,5 triệu D14 nha, con D15, con này cũng tương tự nha. Rồi D16 thì cái con này là 355. 355 nó khác 350 chỗ nào, thì thứ nhất là cái nắp lọc gió nó làm bự hơn nha, cái hàng đó nó có chắn tay cầm ở đây, dành cho những cái ông nào mà cưa mà muốn có cái chắn tay cầm dành cho nó an toàn ha, thì lấy cái con D16 cho em, với lại con đó thì xích mới luôn. Rồi còn anh em nào làm công trình đồ này kia, muốn kiếm cái máy để cắt bê tông, cắt gạch, hoặc là cắt sắt nha. Cái lưỡi bên đây là cắt gạch, cắt bê tông nè, lưỡi bên đó là cắt sắt. Hai lưỡi này lưỡi zin, zin của Nhật theo máy nha nè. Thì anh em này cái lưỡi này cũng dễ hơn về anh em khai thôi, nhưng mà khe nó có lưỡi theo máy thì khá là ngon đó. Cái dòng tua của nó là 1350 vòng trên phút nha nè. Thì hai cái con này á, nó ngon ở chỗ nào? Thứ nhất là máy Nhật, cái hai nữa nó ngon là nó sử dụng động cơ Sinawa 350 đó. Cái hai ở chỗ là anh em có thể cắt nó rất là tiết kiệm xăng, nhất là những anh em mua xài công trình xài nhiều á, anh em nghĩ thì ví dụ như làm đường cao tốc đồ này kia đó, cắt rất là dài, rất là lâu, cắt là cắt đường trường luôn, mấy chục cây số, thì anh em xài cái dòng Sinawa 350 này mới chịu nổi tiền xăng. Em nghe nói là bữa nay là ngày mai là xăng lên gần 30.000 lít rồi, do đó là anh em phải đầu tư những cái máy như thế này nè, nó chạy nó vừa trâu, nó vừa bền mà nó vừa tiết kiệm xăng nữa. Thì đây là hai cái con 4,2 triệu nha nè, đây rất là đẹp nha. Quan trọng cái nữa là máy nó đẹp, chứ còn mà thường mấy cái dòng mà cắt bê tông á, em ra bãi em mua á, em thấy nó xấu, nó nát, nó ghê lắm anh em ơi, nên là em không có mua đó. Mấy cái máy cắt bê tông là chừng nào mà em gặp những cái máy mà nó đẹp, nó đẹp, nó cọp như thế này nè, thì em mới mua. Cái này nó dẫn động hình như là bằng cái dây cua ro ở bên trong á nè, nên là nói chung là khi lỡ mà mình có cắt mà vô đá, vô cái gì, vô sắt hay gì mà nó kẹt á, thì nó cũng không có ảnh hưởng tới cái máy, tại vì cái bộ dẫn động của nó là cái dẫn động dây cua ro, nên là nó bảo vệ máy rất là ok. Rồi còn cái bơm xăng á, con này 1,2 triệu nha anh. D19, con này giá 1,2 triệu, bơm là cực kỳ khỏe luôn. Còn một con duy nhất nha, giá sale á, giá bình thường đó là khoảng 1,4 triệu, đang sale 200.000, còn 1,2 triệu nha anh. Và như vậy là em điểm qua cho anh em sơ qua cái lô ngày mai ha. Còn anh em nào mà kỹ quá, muốn coi chi tiết, muốn coi test nổ máy rồi máy chốt đó, thì vui lòng đợi 8:30 ngày mai, ngày 11 tháng 5. Nhưng mà em không có hứa là tới ngày mai nó còn đâu nghe anh em. Ví dụ như mấy cái con máy mà đẹp đẹp ngon ngon cái ăn như thế này đó, thì người ta là anh em ưng thì cứ chốt đi ha. Em đã bao cho anh em là máy nó bao ngon, máy mà nổ tầm lao là em không bán đâu ha, anh em cứ yên tâm. Rồi ok ha, nhớ nếu hay hay cho em xin một lượt like, bấm đăng ký kênh, còn bật chuông để nhận tất cả thông báo khi lên video mới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.